Ui, con phát sáng nữa này. Đẹp thế. Con ơi. Dạ. Bố mua màu về cho con đây. Bố ơi, đây là màu ạ? Ừ, này, bố mới mua được của bác bán hàng cái màu hình máy bay này đẹp lắm. Ôi dồi ôi, hôm nay đi làm thuê cho nhà ông chủ mệt quá. Nhưng mà thôi mình phải cố gắng vì con thôi. À bố. Ôi, con gái đi học về lâu chưa? Con đợi bố mãi đấy. Sao lại đợi bố ở đây? Sao không vào nhà ngồi đây dưới gốc chuối thế này? Ngồi đây còn mát hơn trong nhà mình. Trong nhà mình quạt không có, điện thì bóng, bố không à, bố quên mất, bố cứ mãi đi làm ấy. Mà bố nhìn cháy. Cái mũ này của con á, rách hết rồi. Vẫn phải đội. À, bố biết rồi, bố biết là con mũ nó cũng hơi cũ rồi. Đây, bố có cái mũ màu đỏ này đẹp lắm. Mũ mới đấy, màu đỏ đúng màu con thích nhá. Màu đỏ con thích nhưng mà, ôi cái mũ này, mũ con trai mà. Con trai á, ôi dồi, nhưng mà đội được mà con. Không, con không thích, bố đi đồng đội. Bố có mũ rồi, mũ cối rồi. À, bố thừa tiền nào mà bố mua cái mũ này? Ừ, thì bố cũng có thừa tiền đâu. Cái mũ này là mũ của ông chủ. Con ông chủ, con ông ấy không đội, thế là bố xin về cho con. Nhưng mà con không thích. À thôi không sao, này. Bố có đồ chơi, đây là đồ chơi bố mua cho con luôn ý. Con vịt nhá. Con vịt đấy, thích không? Sao đấy? Bố nghĩ con mấy tuổi rồi mà con chơi đồ chơi kéo cót này. Nhưng mà bố chỉ có tiền mua cái này thôi. Các bạn chơi đồ chơi nhá, điều khiển hết rồi. Toàn robot biến hình các thứ không ạ? Công chúa Elsa nhá, các loại váy luôn. Nhưng mà bố chỉ có tiền mua được cái con này thôi, con vịt này thôi. Thôi con không chơi cái này đâu, trả bố đấy. Mà bố ơi, con bảo bố là mua cho con bút màu từ lâu lắm rồi mà. Bút màu ở ngày nào các bạn ở trên lớp cũng khoe với con là bút màu nọ bút màu kia, các bạn toàn bút màu đẹp thôi. Ừ, bố cứ quên mất ý. Mà ngày mai con có tiết màu đấy, bố cứ không mua cho con lấy cái gì con biết, con không đi học nữa nhá. Đi học quá xấu hổ á. Thôi được rồi, tí bố đi mua nhá. Không không sao. Tí bố đi mua luôn cho con đi. Không, ngày mai con không đi học đâu. Ừ thế thôi, con phải đi học chứ. Con ở đây đợi bố nhá. Suốt ngày không mua đồ cho mình, chả được mua cái gì cả. Không biết bố, ngày nào bố cũng đi làm, không biết bố để tiền làm cái gì. Mình phải đi theo bố xem là bố mua cái gì mới được. Ôi, tôi chào bà chủ. Ui, mày thế, cuối cùng có khách. Ở đây có màu gì mà to mà đẹp mà rẻ ấy, học sinh hay dùng ấy, thì tôi mua về cho cháu nó đi học. Đấy, bộ màu đấy được không? Ui, bộ màu này to thế này, nặng thế này cơ à. Bộ màu này tôi thấy bọn trẻ con nó hay dùng lắm. Ui, mở ra sao đây nhỉ? Mở hai bên, bên đằng kia nữa. Đây nữa hả? Đấy. Ui. Ui dồi ôi, màu đẹp thế. Nhưng mà màu này bao nhiêu tiền hả bác? Màu này giá bình thường thôi mà, có 500.000. 500.000 cơ à? 500.000 thì tôi không đủ tiền mua rồi. Ui dồi ôi, cũng nhiều màu thế này cơ á. Bao nhiêu tiền nhỉ bác nhỉ? 200.000 thôi. Đợi tôi một tí. Màu này đắt, nhưng mà màu này chắc con mình dùng cũng không hết đâu. Bác ơi, bác còn cái màu nào nó bé hơn tí không? Nó bé hơn ý. 100.000 thôi, rẻ nhất rồi. 100.000. Này, bà chủ ơi. Tôi chỉ có 50.000 thôi, 50k này. Bà bán cho tôi nhá. Không được đâu, làm sao mà... Nhá, này bà bán cho tôi 50.000 nhá. Tôi có 50.000. Không được, làm sao mà tôi bán 100.000, tôi bán 50.000 được, đã bảo là bộ này rẻ nhất rồi. Ui giời ơi, mở hàng như này chán. Bác thông cảm, bác thông cảm. 50.000 này tôi đi làm cả ngày mới được 50.000 này đấy. Hóa ra là bố không có tiền thật. Vậy mà suốt ngày mình đòi hỏi bố mua cái nọ mua cái kia. Mình cũng nghĩ là bố không thương mình. Đây, tôi có bộ màu này. Ui, nó... đây cũng là màu ấy hả? Ừ, đây là màu hình máy bay.
nó hơi bị nứt một tí nên là tôi bán rẻ đấy. Không bình thường tôi cũng bán 200.000 cái máy bay này đấy. Tôi cảm ơn bác nha, tôi đi về đây. Ê, ôi còn phát sáng nữa này, đẹp thế. Con ơi. Dạ. Bố mua màu về cho con đây. Ôi đây là màu ạ? Ừ, này bố mới mua được của bác bán hàng cái màu hình máy bay này đẹp lắm. Đây, con nó thích không? Dạ có ạ. Ủa, con sao con bảo không thích cái mũ này mà chơi đồ chơi này? Không phải đâu bố ạ. Con thấy con đội cái mũ này hợp mà, bố thấy xinh không? Bố thấy con xinh không? Ừ. Này con xem cái màu này đi. Màu này đặc biệt lắm. Bố ơi. Sao con? Thời gian vừa qua là con không đúng với bố. Bởi vì con cứ nghĩ là bố không thương con nên suốt ngày con đòi cái nọ đòi cái kia. Mà con không biết là nhà mình không có tiền, bố thì rất là vất vả để kiếm tiền. Ừ thì bố cũng đang cố dành dụm cũng chỉ để đóng học cho con thôi. Bố cho con xin lỗi nhá, từ giờ con sẽ không đòi bố cái gì nữa đâu. Bố cứ để dành tiền đi. Không sao, con cứ học giỏi đi. Sau này con sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ không phải khổ như bố đâu. Vâng, con sẽ cố gắng học giỏi bố ạ. Nhất định học giỏi. Bố mang màu đây con tô luôn. Đây, con tô thử đi. Ôi bố ơi, bố nhìn này. Ý, đẹp chưa? Ôi đẹp chưa? Ôi, đúng là màu máy bay siêu to luôn.